Hi, xin chào mọi người. Đây là một cái thiết bị chưa tới 100 ngàn. Mình thấy cái tính năng của nó ở trên Tiki khá là hay, cho nên là mua về sử dụng và quay chia sẻ với mọi người. Đó. Đây, mình sẽ mở ra ngay cho mọi người xem. Ở trong đây thì họ có một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Và cái này thì nó dùng 3 pin. Đấy. Như ở đầu video mọi người thấy thì cái ánh đèn ở từ cái thiết bị này đây. Đây là cái cây đèn cảm ứng tự động tắt mở dành cho bồn cầu. Và nó có thể nó tự cái này là cảm ứng nè. Cảm ứng tắt mở và cảm ứng ánh sáng, và cái này để điều chỉnh nó có thể là một màu hoặc là 16 màu. Đấy, nó thay đổi liên tục. Bây giờ mình sẽ gắn thử cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ngay. Đó, chỉ cần đi vào nhà tắm đang không có điện trong đây. Đó, và chúng ta tới gần cái bồn cầu thì tự động cái đèn bồn cầu sẽ sáng lên. Và do cái này nó tới 16 màu cho nên là nó sẽ tự động nó đổi màu liên tục. Hoặc là chúng ta có thể chọn một màu duy nhất bằng cách ấn vào cái nút bấm. Đó. Khá là đẹp. Và cái này nó cũng cảm ứng với ánh sáng, tức là khi chúng ta mở đèn thì nó sẽ tự động nó tắt. Đấy, để mình mở đèn cho mọi người xem nha. Đấy, tắt rồi đó. Và mình đi tới gần, nó tự động nó sẽ sáng lại. Đấy, và cái cách gắn vào bồn cầu của nó như thế này, chúng ta sẽ ở đây dùng cái này kẹp xuống. Đó, chúng ta có thể để nó xéo một chút cũng được, không sao cả. Ngoài dùng gắn bồn cầu ra thì mình có thể áp dụng vào những cái việc khác cũng khá là vui vẻ. Đó, như mình gắn ở cái đường đi cầu thang. Đấy. Mình vừa tới thì nó lại sáng cái đường cầu thang lên. Đấy, đủ cho chúng ta thấy cái ánh sáng để cho chúng ta đi. Đấy, khá là vui. Rồi, cái thanh đèn này cũng rất là dẻo. Đây mọi người thấy, điều chỉnh dễ dàng lắm. Và 60 giây thì đèn nó sẽ tự động tắt. Thì với cái thời gian như vậy, mình nghĩ là ba cục pin trong đây cũng dùng khá là lâu. Đấy, cái nút này là cái nút mà mọi người chỉnh một ánh đèn hay là 16 màu, một loại màu hoặc là 16 màu. Đấy, tóm lại thì mình thấy cái sản phẩm này cũng khá là vui vẻ, nhất là ở nhà có trẻ em mà gắn nó vào bồn cầu á, với cái màu sắc như vậy thì trẻ con sẽ rất là thích. Đó, sản phẩm này thì nó có bán ở trên Tiki với giá chưa tới 100 ngàn. Mình sẽ để link ở trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo. Bye bye.